Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói cái chủ đề là ung thư tuyến tiền liệt. Như chúng ta đều biết, ung thư là một bệnh nguy hiểm và ung thư tuyến tiền liệt là một bệnh thường gặp nhất ở nam giới. Đối với các nước Âu Mỹ thì đây là cái loại bệnh thường gặp nhất, ung thư thường gặp nhất ở nam giới và cái bệnh gây tử vong cũng là hàng đầu ở nam giới ở Mỹ, ở châu Âu trong một số năm trước đây. Vì cái sự quan trọng của nó, chết nhiều, xảy ra nhiều, nên ai cũng muốn đặt một câu hỏi đó: làm sao chúng ta biết những cái triệu chứng như thế nào để chúng ta biết để mà đi tầm soát ung thư tuyến tiền liệt? Thật ra đó là chúng ta khó lòng có một cái câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Đối với ung thư tuyến tiền liệt, người ta thường nói như thế này: lúc đó là chúng ta khó chẩn đoán á, thì lúc đó chúng ta điều trị là rất dễ, tức là giai đoạn sớm. Mà đến lúc là chúng ta đã có triệu chứng rõ ràng rồi, cái việc chẩn đoán rất dễ rồi, thì đó là điều trị sẽ là rất khó. Do đó những các bạn đợi chờ đến khi có những triệu chứng như là tiểu khó, tiểu ra máu, đau vụn chậu, gãy xương bệnh lý, vân vân, thì thường là ung thư tuyến tiền liệt đã lan ra xa rồi. Vậy thì chúng ta có cách nào không? Người ta chủ yếu là người ta muốn tầm soát ung thư tuyến tiền liệt hơn là chẩn đoán. Người đàn ông đến tuổi nào thì người ta cần phải đi tầm soát ung thư tuyến tiền liệt? Ở các nước Âu Mỹ thì người ta bị cái bệnh này nhiều hơn. Ví dụ như là ở Việt Nam, cái tỷ lệ của chúng ta là khoảng 3.5 trên 100.000 người đàn ông, 100.000 dân. Thì ở Mỹ cái tỷ lệ này nó nhiều hơn, nó là 140 người trên 100.000 dân. Cái chỉ số đó nhiều hơn nhiều. Do đó ở Mỹ người ta đi tầm soát ung thư tuyến tiền liệt rất sớm. Nhiều khi ở tuổi 45 tuổi người ta đã lo đi tầm soát rồi. Ở Việt Nam theo khuyến cáo của Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam cũng như của Bộ Y tế đó, thì người đàn ông có thể bắt đầu tầm soát ung thư tuyến tiền liệt ở tuổi 50 tuổi. Nhưng nếu chúng ta có những cái yếu tố về gia đình, tức là người đàn ông có thể có ông nội, ông ngoại, bố, chú, bác, cậu, anh, em trai mà mắc ung thư tuyến tiền liệt rồi á, thì những người này cái tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt nó nhiều hơn những người khác gấp 20 lần. Và người ta khuyên á, là nên đi tầm soát ung thư tuyến tiền liệt trước đó 5 năm. Ở Mỹ cũng vậy. Nếu mà các người mà có những cái tiền sử về gia đình như vậy á, thì người ta sẽ đi tầm soát trước đó 5 năm. Mà không phải về chỉ có trực hệ về ung thư tuyến tiền liệt với người đàn ông đâu. Người đàn ông đó nếu có bà nội, bà ngoại, mẹ, dì, cô, chị gái, em gái mà bị ung thư vú thì người đó cũng bị nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt hơn người khác gấp 20 lần. Và những người này cũng cần đi tầm soát trước 5 năm. Do đó chúng ta nên đi tầm soát ở một cái tuổi nào đó, chứ không phải chờ có triệu chứng thì chúng ta mới đi tầm soát. Các bạn nên biết là cái việc tầm soát ung thư tuyến tiền liệt thường xoay quanh cái chỉ số là PSA. Các bạn có thể, đôi khi các bạn có nghe đi tư vấn là dùng PSA để chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. Thật ra PSA nó không phải là một cái xét nghiệm để mà chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. PSA nó là viết tắt của chữ Prostate Specific Antigen, tức là một cái kháng nguyên đặc hiệu cho tuyến tiền liệt thôi, chứ không phải là kháng nguyên đặc biệt cho ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên nếu các bạn bị ung thư tuyến tiền liệt thì nó sẽ tăng cao hơn hẳn. Nó tăng cao hơn hẳn. Và các bạn nên biết trước những năm 80 á, thì người ta chưa có những cái chỉ số, người ta chưa phát minh ra cái chỉ số PSA này. Và đa số bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt đến từ những giai đoạn trẻ, ví dụ như là có u rồi bí đái, rồi tiểu máu, tiểu khó, rồi gãy xương bệnh lý, vân vân và vân vân. Lúc đó người ta mới sinh thiết tuyến tiền liệt, người ta mới biết là ung thư. Và thường là giai đoạn trẻ rồi. Sau cái thập niên 80 thì trên toàn thế giới người ta áp dụng cái PSA này để mà chẩn đoán tầm soát, ta phát hiện sớm hơn. Và chính những cái điều đó khiến cho cái số người chết vì ung thư tuyến tiền liệt
những trước năm 80 ấy, thì nó hàng đầu ở nam giới, nhưng mà những năm nay ấy, thì nó bắt đầu lùi lại, nó đứng sau ung thư phổi, ung thư dạ dày vân vân, tại vì người ta tầm soát sớm hơn nhiều, cho đó PSA nó có ý nghĩa như vậy. Cái chỉ số PSA nó còn thêm một cái chỉ số phụ nữa đó, đó là PSA tự do. PSA nó có hai phần. PSA bình thường chúng ta đo đó là PSA nó gắn với chất đạm, còn phần thứ hai là PSA tự do. Vì cái tỷ lệ này nó càng thấp thì cái khả năng ung thư tuyến tiền liệt nó càng cao hơn, do đó người ta thường đo một lúc hai số là PSA bình thường và PSA tự do để người ta so sánh, để người ta chẩn đoán. Lý do là vì như thế này, là PSA không phải chỉ to, chỉ tăng cao khi mà bị ung thư tuyến tiền liệt. Nó có thể tăng cao khi có một cái bú lành tuyến tiền liệt, tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt mà nó to quá, 60-70 gram thì nó cũng sẽ lớn lên. Hoặc là PSA nó sẽ cao khi các đàn ông bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu, bị viêm tuyến tiền liệt, đặc biệt là bị lao tuyến tiền liệt chẳng hạn, thì cái số này PSA nó cũng cao lắm. PSA nó cũng cao sau khi quan hệ tình dục hoặc là sau khi thăm khám trực tràng. Do đó người bác sĩ mà có chuyên khoa đó thì họ thường hỏi nam giới một câu: lần chót ông quan hệ tình dục là lúc nào, để mà ước lượng, để mà cho thử PSA. Mới hôm qua ông kia bạn mới quan hệ tình dục xong mà cho thử PSA thì đôi khi nó cao một cách giả tạo, rồi mình lo ngại, mình nghĩ là mình bị ung thư tuyến tiền liệt. Đó là những cái để chúng ta xem lại để mà tầm soát. Bình thường tại sao người ta nói PSA là 4 nanogram trên 1 ml? Nếu các bạn đi cầm mấy cái tờ xét nghiệm, ta thấy là chỉ số bình thường là 4 nanogram trên ml. Thật ra là tại vì tuyến tiền liệt nó khoảng 30 gram, mà mỗi gram bú nó tiết ra khoảng 0.15, do đó nó khoảng 4 là bình thường. Trên 4 mà nếu mà cái tuyến tiền liệt nó to quá thì nó cũng cao mà không có ý nghĩa gì hết. Do đó là một lần nữa cái vai trò của cái tỷ số PSA tự do chia cho PSA toàn phần, nó phản ảnh trung thực hơn cái tình trạng ung thư tuyến tiền liệt. Và đây chúng tôi nhắc lại một lần nữa, PSA là một biện pháp để mà tầm soát, để mà phát hiện sớm, chứ mà không phải là một phương pháp chẩn đoán chính xác. Nó gợi ý cho chúng ta để chúng ta tiến hành những cái bước xa hơn trong cái việc chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt.